Hoa mai giờ lá lụi tàn rồi anh em ơi. Cái con chim năm màu này nó khoai ở cái chỗ là vào cái mùa này là nó lại lột xác thành chim chuyền hết đấy anh em ạ. Đây đây. Ở cái cổ họng của nó là bây giờ là chuyển thành màu vàng này. Cái con này là chuyển thành được một nửa rồi đây. Cái con này thì được 30%. Cái con này cũng 30%. Khoai thật sự. Xong rồi cái hoa mai của nó dần dần là không thấy rồi anh nhé. Chim này nó có cái hoa mai gọi là ở bên vai của nó ấy. Khi mà nó chơi là nó bung ra rất là đẹp luôn. Mà bây giờ không có luôn anh em ạ. Chán thật. Đây đấy, con mào núi mà mình vừa mới tách ở trong AV ra anh em ạ. Con này là trà mào núi mồi. Thả vào trong AV tập đực. Bây giờ kiểu như là cũng gần là có má trắng rồi. Thì là mình tách ra để mai mốt còn đi săn má trắng anh nhé. Trà mào núi mồi chưa hót, chắc là phải vào lựa thì nó anh em ơi. Bảy màu nè. Bảy màu thì không thấy nó thay lông đâu. Màu lông của nó vẫn thế, vẫn đẹp. Còn sắc pháo cũng thế. Sắc pháo thì dần dần cái mỏ của nó gọi là gần trắng rồi anh em ạ. Mai mốt là thành mỏ lột luôn. Cái con này mình để ý là khi mà mình nuôi lâu ấy, nó sẽ thay đổi theo cám. Bây giờ cái mỏ của nó bây giờ thành kiểu màu kiểu như là trắng ngà rồi anh em ạ. Rồi ok hello anh em nhá. Hôm nay là ở trên mình là một ngày trời mưa gió anh em ạ. Sáng thì trời vừa mưa xong thì mình vừa cho mấy con chim ở nhà mình ăn. Ôi đâu rồi? Ôi đâu dìu bay đâu mất rồi nhỉ? Úi, con đầu dìu này có một con rất là lân tơn nhá. Lần này thì ra ở đây à? Hứ, đi đâu chơi đây? Đây là cái con à, chắc con mái nhỉ. Con này hiền, hiền khô luôn. Còn à con trống đây. Trống thì hơi cuội một chút. Thì tình hình chắc là hôm nay mình sẽ tiếp tục di chuyển ở trên rừng để khám phá xem là hôm nay có may mắn tìm được cái tổ chim gì nữa không anh em nhé. Đi tìm tổ chim cho anh em xem anh em ơi. Nắng ra kiểu này chim nó hót ác lắm. Ở dưới anh có một gia đình chim bói cá này anh em ơi. Ba con. Cái này mình nghĩ là chắc là nó vừa mới xuống tổ xong rồi bố mẹ của nó dẫn xuống dưới này để mà đi săn anh em nhé. Đấy. Ba con luôn. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Anh em để ý cái màu lông nó này. Cái màu lông này vẫn là cái màu lông mà kiểu nó chim chuyền ấy. May ra cái con ở một mình kia có khả năng cao là bố mẹ của nó. Đây, ok anh em nhá, mình đã di chuyển ra một khu vực khá là lâu rồi mình không di chuyển xuống khu vực đây chứ ạ. Chắc là hay ra bấy chim má trắng, bấy chim trà màu má trắng ở mấy cây này. Nó có cái cây chi, cây đà, cây đá ấy. Quả nó chín con chim trà màu núi. Chim khuyên nó kéo về ăn quả rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là mình sẽ quyết định đi dọc theo bờ hồ này để xem là có kiếm được tổ chim nào không anh em ơi. Đây rồi anh em nhá, anh em thấy gì chưa? Đấy. Chà mào bông nó tha giác này anh em ạ. Đấy, nhảy vào. Ô sư kê. Ôi trời ơi. Có định. Như vậy là đã phát hiện được một cái tổ chim chà mào bông rồi anh em ạ. Nhưng mà cái dòng chim thì không biết là mang về làm cái gì. À đây này con à. Con này chắc con trống này. Gà rừng bới này anh em ạ. Đây này. Khu vực này có cả gà rừng luôn. Đây này. Nó bới. Đấy. Thấy chưa? Đây này.
Sau khi để ý ở dưới đất tìm tổ gà rừng nó hợp lý hơn anh em ơi. Đây mới cực kỳ nhiều luôn anh em chưa, nó mới này càng càng càng. Mùa thì gà rừng nó không gáy đâu, nó qua cái thời điểm gọi là gà trống nó sung rồi. Nhưng mà nghe con nào mà gáy thì mình chỉ mang mồi mái, mang mồi mái thì bấy thôi anh ơi. Ôi dồi, chim kìa. Về nó cũng lỡ kêu rồi, bây giờ bắt đầu chim hót lên anh ơi. Mấy con chim nhỏ này. Ở bên ngoài trời đang sắp mưa. Ô, cái này là tổ chim di rồi. Nhưng mà tổ cũ thôi anh em ạ này. Tưởng là có hàng ngon rồi. Làm một cái cây gai luôn cơ mà. Đang sắp mưa. A few moments later. Ok anh em, tình hình là bây giờ mình sẽ chuyển sang kế hoạch B. Vừa nãy ở trên rừng trời đang sắp chuẩn bị mưa, mà mưa thì mình không nên ở những cái chỗ nào mà nó có cây to, không là bị sét nó giáng cho một chưởng là chí mạng luôn. Nên là di chuyển ra khu vực này để cho nó an toàn anh em ạ. Thì tình hình là đây, mình có mang theo một cái cung, một bộ cung bẫy chim cút anh em nhé. Cái cung này là mình mang đi bẫy chim cút rừng rất là hiệu quả luôn. Thì hôm nay là mình sẽ mang cái cung bẫy chim cút này xuống dưới ruộng để mà bẫy chim tí nị để xem là nó có hiệu quả không em ơi. Nhiều anh em mình thấy là mang cái loại là bẫy này đi bẫy. Ui, có con chuột nào nhờ. Thấy con chim đấy. Này nó từ chỗ này nhảy bịch xuống cái kia anh em ạ. Hay con cóc, con ếch. Ô này anh em ơi, cái này chắc là tổ ếch rồi. Đây này, đây là tổ của con ếch em nhé. Đó, nó nằm ở chỗ này. Đi soi ban đêm là thấy luôn đấy anh em ạ. Nó thì là câu chuyện nó là như thế anh em ơi. Lấy cái này đi bẫy. Hôm nay là lội kèo tí, không phải là kèo đi tìm tổ chim không nữa. Cứ đoà xem nào, xem có cái con nào nộp mạng không. Khẳng định với anh em luôn, hôm nay bẫy con này nếu mà nó không sợ cái cung của mình là xác định gặp con nào là dính con đấy. Ui xồi ôi, có hàng em nhá. Ghê luôn. Cây lúa khá là cao rồi, nhưng mà nó có tổ rồi, chắc cũng có tổ rồi anh em ạ. Nhưng mà nó làm rồi. Nhưng mà cái con này thì bấy không sao đâu. Nó phá cây lúa cực kỳ khủng khiếp luôn. Hình như nó có kêu ở ruộng này sao anh em ạ. Để mình sẽ đặt cung mình ở cái góc này đi, để cho nó từ cái chỗ này chạy qua cái góc này. Ở đây. Đây thật đấy anh em ạ. Háo háo. Một cái này, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ bật loa lên nhé. Không biết nó còn ở đây không nữa. Này, vừa nãy nó chạy vào gần đây coi như là xoạt 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 luôn anh em ạ. Xung thì thôi rồi. Loa mình sẽ bỏ vị trí này. Đó. Bây giờ anh em cùng chờ xem. Xem là có lụm hàng không anh em nhé. Ôi xồi ôi, nó nhìn thấy mình mất anh ạ. Tiếc thế.
vẫn chưa chịu vào. Ok, đá xa lưới nhá. Ui dồi. Ui dồi ôi. Quả nhiên. Ok chưa anh em ơi, đây. Ăn hàng luôn. Này, mắt lỏ chót đi nhá. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời ạ. Thế mà từ trước cái giờ mình đi bẫy chim tí nỉ toàn là dùng thòng. Ai nào ngờ dùng cung bẫy chim cút đi bẫy chim tí nỉ hiệu quả cực kỳ anh em ơi. Đây đây. Được. Có hàng, có hàng. Đây, mình cởi ra cho anh em xem này. Cái con này nó dính xong rồi nó còn nằm im luôn, nó không chịu nhúc nhích kia chứ. Đùa. Không dãy luôn được anh em ạ. Khe đậy, khe đậy. Con này không biết là trống hay mái nhỉ. Nhưng mà chắc là trống quá. Cứ như là bị dính lưới luôn. Đây. To béo chưa. Ôi trời. Mắt lỏ chót. Tí tí mắt lỏ. Ngực đỏ. Chân hồng. Được chưa? Lát nữa khi mà mình thu bẫy xong rồi mình sẽ tìm ở quanh cái ruộng xem là nó có tổ không anh em ơi. Cái dòng thì nó cũng giống như kiểu con gà thôi anh em nhé. Trường hợp mà nó có tổ, con nó nở ra thì nó vẫn đi kiếm ăn bình thường. Nói chung là cái dòng thì con nó nở ra phát à, nó đi kiếm ăn được ngay. Đây, mình sẽ bẫy thêm một kèo nữa ở vị trí này nhé. Bên này có một con này. Bên trên này có một con này anh em ạ. Hai con. Cực kỳ nhiều luôn. Thì bây giờ anh em cùng chờ xem là nó có về không anh em ơi. Ok. Còn con mái đây anh em ạ. Nó không đúng cái chỗ mà mình gài bẫy. Không, con bay tung lên anh em ạ. Không được hên như vừa nãy rồi anh em ạ. Đây, nó cứ chạy qua chạy lại chạy qua trở lại, nhưng mà không phải là cái chỗ mà mình gài bẫy. Đây, mình gài bẫy trên kia nhổ sạch cỏ hết mà nó không chạy, nó cứ chạy ở chỗ này thôi một hai lần đấy. Nhưng mà hên như kiểu vừa nãy là chắc chắn là lao vào rồi, với tôi là hơi xui. Thôi được một con cũng ok rồi anh em nhé. Trong túi rồi. Rồi. Trời nắng rồi anh em ạ. Thì chắc là bây giờ mình sẽ di chuyển về thôi. À, ok anh em nhé, mình sẽ thả cái con tí nị của mình vào trong cái AV này. Ích chà. Rồi luôn, quá hợp lý. Ở bên trong AV này là nó có một con rồi. Trước là nó có hai con, nhưng mà một con nó bị sổng mất lâm ra là ở bên trong này có cái con mà trông bị sổng ra này. Nó khá là cô lơn anh em ơi, nên là mình bẫy thêm cái con này về nữa, thả vào ở cùng để cho nó có bạn, thỉnh thoảng lấu nhau. Nhưng mà trường hợp nếu mà hai con này có một con trống một con mái thì tốt, có tương lai luôn anh em ơi. Đây này, bây giờ ở bên trong này là chỉ có cái con, hai con chim cút rừng và một cái con cút bản. Xong rồi hôm nay thả vào thêm nữa, thành ra là bên trong này là có hai con tí nị này. Đây, con vừa mới thả vào đây nhiêu. Ôi chạy ra bên kia rồi. Con này chính ra cũng nuôi dễ phết anh em nhé. Bỏ sâu quy vào là nó ăn khẩm khập luôn. Không cần phải đi bắt cá như kiểu ngày xưa đâu. Ngày xưa mình nuôi chim cuốc ấy, cứ đi kiếm con cá nhỏ về cho nó ăn, rất là vất luôn.
Nhưng mà sau khi mà có kinh nghiệm nuôi thì cứ kiếm lấy con sâu quy, mình đổ cái con sâu quy vào nó ăn hết. Chủ yếu là nuôi con này mình phải có cái khay nước. Đây kìa, có cái khay nước ở dưới này. Đó. Ném sâu lấy cho nó ăn trước. Khi mà nó biết ăn quen rồi thì mình mới chuyển nó ra cống. Xong rồi khi mà nó quen ăn ở cống rồi thì mình mới ép cám cho nó. Hợp lý. Bây giờ là mình sẽ vào review cho anh em xem cái ổ gà rừng của mình nở rồi anh em ạ. Nhưng mà không biết là nở mấy con đây. Nở thì nó nở rồi. Ôi trời ơi, hai mái ấp cùng chung một tổ anh em nhé. Do là rồi. Cái con kia là nếu mà ấp ý thì chắc chắn sẽ nở sau. Còn là cái ổ mà nó ấp trước cái này là cái con mái bạch cái này. Rồi. Ôi. À đù. Vừa mới nổ một con anh em ạ. Sao mà nắm trứng thế? Một lôi, hai lôi, ba lôi, bốn lôi, năm lôi, sáu lôi, bảy lôi. Bảy lôi rưỡi cả cái con mà vừa mới nở này. Không biết là bạn của nó chuẩn bị nở hết chưa nhở? Để mình rung rung nhẹ thử anh nhé. Xem là nó chưa kịp nở hay là hay là nó bị hỏng rồi. Quả thì có vẻ như vừa mới nở, vừa mới đẻ này. Mới tinh luôn. Vẫn còn chắc hết anh em ạ. Vẫn còn chắc hết. Kết quả là mình để ý là nó cục tác từ hồi sáng rồi. Từ cái lúc mà mình chuẩn bị lên trên rừng ý. Có khả năng cao nếu mà nó nở thì không phải nở hết rồi chứ anh em nhỉ. Sao lại chỉ nở một con nhỉ. Rồi anh em xem cái con này. Con này chắc là nở từ sáng rồi anh em ạ. Xem cái lông của nó khỏe khoắn rồi này. Gà là F2. Là F2. Con mái của nó là F1. Còn con trống thì chắc là tầm F3 gì đấy anh em ạ. Hay con trống mà đây, cái con trống mà mình hay mang làm mồi này. Giọng gáy của nó rất ok luôn. Thì không biết là con nó ra F mấy đây anh em ơi. Chắc là cái con này mình sẽ nhặt ra nuôi riêng em nhé. Còn mấy cái quả thì nó chưa nở thì mình theo dõi tiếp. Mình nghĩ là cái ổ này thì nó sẽ không nở liều nhau đâu. Bởi vì có quả thì nó đẻ trước đẻ sau. Thôi mang cái con này đi trước anh em ạ. Rồi. Quá ghê gớm. Đây, mình vừa thiết kế một cái hộp và cho vào một cái miếng rẻ để cho cái con gà nó vào trong này nấp, cũng như là bỏ gạo vào cho nó ăn. Xem nó ăn chưa nhỉ. Tích 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 tích. Đấy, biết mổ ăn rồi đấy anh em ạ. Này, thấy chưa? Tập mổ ăn rồi. Tích 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 tích. Đấy, tích 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 tích. Đấy, chít 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 chít. Này, mổ ăn này. Để mà đẩy nhanh cái quá trình là cái con gà nó đẻ trứng cũng như là phát triển nhanh hơn, mình đang định tính là cái ổ gà khi mà nó đã nở ra là mình sẽ tách ra hết. Tách ra xong rồi để cho con mái của nó là kiểu như là lại tiếp tục lấy trống xong rồi đẻ ra. Còn con của nó thì mình sẽ mang về mình chăm sóc riêng. Kiểu lấy thì nó vừa thuần lại vừa kiểu như là con gà nó sinh sản được nhiều ổ nhanh hơn. Như thường thường là những cái ổ gà rừng của mình như kìa cũng phải tầm 2 tháng đến 3 tháng thì nó mới bắt đầu đẻ một ổ. Mà trong cái quá trình mà cái con mái của nó nuôi con thì hôm nào mà trời mưa, trời gió ấy, thì mình làm cho cái AV nó ở ngoài trời ấy kìa. Thì cái con gà nó hay bị hẹo mất. Thì mình đang định tính là mình sẽ nuôi riêng. Có nghĩa là bắt về mình cho vào cái kiểu này nuôi riêng giống như kiểu mình nuôi con gà công nghiệp ấy. Thì mình nghĩ là hợp lý hơn anh em ơi. Chắc là cái ổ này nếu mà nó nở ra con nào thì mình sẽ mang ra làm kiểu này hết anh em nhé. Xong rồi bật cái bóng sưởi ăn lên này. Giống kiểu mình nuôi gà rừng rạc ấy kìa.
ok hơn. Ôi giời ơi, phân gà này tay bốc luôn. À, mình sẽ bỏ đây xong rồi lát nữa mình thiết kế cái bóng sửa cho nó nhé. Gà con cũng chưa được khỏe mấy đây nên là phải cho bóng sửa vào. Ngon. Mấy con rừng giặc. Thôi giờ đây sẻ non bị mù mắt của mình đây nhé mày. Nào nào ra đây ra đây ra đây. Ôi giời ơi, đến giờ ăn rồi. Con sẻ non là bây giờ là bố mẹ của nó bỏ hoàn toàn rồi anh em ạ. Không thèm mà ngó ngàng gì tới nó nữa. Nó mang những cái con mà kiểu như là nguyên vẹn kia bay đi kiếm ăn rồi. Còn cái con này hót đến kiểu như là khô cả họng mà cũng không thấy bố mẹ của nó về luôn. Nên là mình quyết định nuôi cũng như là bón nó. Đây, nó không biết mở mồm ra để mình ăn đâu. Mình phải cậy cái mỏ của nó ra xong rồi nhét con dễ vào cho nó ăn đây anh em ơi. À, xong này để anh đi lấy dễ bón cho. Đây, con dế nhỏ anh em nhé. Mình để cậy cái mỏ ra kiểu này. Đó, ăn luôn. Thật ra thì nuôi cũng nhàn thôi. Không phải bón liên tục như kiểu mấy con chim non của mình đâu. Cứ tầm độ mỗi sáng là cho nó ăn 4 lần. Mỗi giờ đồng hồ là cho nó ăn 1 lần. Một cái con dế. Bây giờ mình lút cám cho nó thì lút khó. Lút là kiểu như là bón bằng gạo thì cũng khó. Mình cứ cho con dế thì nó đầy đủ dinh dưỡng cho nó ăn hơn. Thôi lại về lồng. Lâu lắm rồi không mang mấy bé chim này ra cho nó tắm. Còn nào con nấy đều lông lá bù xù hết cả lên luôn. Chuối than này, chuối lửa. Hai con trào màu. Hai con kia là hai con mồi của mình thôi anh em ơi. Ở nhà thì cũng không còn cái con mộc nào rồi. Nhớ anh em cũng bảo mình là sao lâu rồi không lưu tuyển chim. Thì kiểu như ở nhà của mình dạo này nhiều chim non quá anh em ạ. Không hôm nào là vắng nhà được cả. Thì đây, tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà chỉ cái con mạt ở trên lầu của con chim anh em nhé. Anh em được nuôi chòe than chòe lửa ấy là nó hay bị một cái trường hợp mà con chim của mình nó không hót luôn. Cái trường hợp này này, nó là nó có cái con mạt trắng ở trên đầu. Thường thường là cái con mạt thì nó sẽ xuất hiện ở cái con chòe lửa cũng như là cái con chòe than, hai dòng thôi. Còn là mi cũng như là khiếu, cũng như là những cái dòng chim khác thì ở nhà mình thì cũng không thấy xuất hiện ở hai cái dòng đấy. Có cái con chòe than này cũng như cái con chòe lửa là nhiều nhất. Thì cái này thì cũng đơn giản thôi. Chỉ trong vòng 2 ngày là hết sạch anh em ạ. Tầm 3 hôm coi như là không còn một cái con là gọi là cái con mạt ra luôn. Đó thì anh em ra tiệm thuốc thì anh em mua cho mình cái loại lên này. Cái này không phải là mình quảng cáo thuốc anh nhé. Chia sẻ cho anh em để anh em về áp dụng nếu mà trường hợp ở nhà của anh em mà có cái trường hợp đấy cũng như là chưa biết cách nào để mà trị thì có thể áp dụng theo phương pháp của mình. Chỉ cần 3 hôm thôi. Đó thì tên của cái này gọi là sóc phèo. Đây. Anh em chụp ảnh màn hình lại cái này xong rồi mang ra tiệm thuốc nào cũng có hết thôi. Công dụng của cái này anh em biết tại sao mình lên trên rừng mà hay kiểu như là mặc quần áo cộc lên không? Cái này nó xịt vào da của mình là coi như không có con muỗi nào dám cắn luôn anh em ạ này.
Đó, xong rồi cái cách này là mình áp dụng cho cái con chim thì mình xịt vào cái nước tắm, cái khay nước này. Đó, xịt vào khay nước. Xong rồi để cho con chim nó tắm độ khoảng 2 đến 3 hôm là hết sạch luôn, không còn mỗi con mạt nào. Những cái con chim kia cũng thế anh nhé, con nào bị thì anh em cứ mang cái này về xịt vào. Còn trường hợp của cái con trà mào non của mình như này, con trà mào mồi non này của mình là nó bị sâu lông. Nó bị sâu lông thì mình lại mua cái thuốc này về. Cái thuốc này thì không biết là thuốc gì nữa, nhưng mà nó cũng có cái công dụng gọi là diệt bọ chết. Như hiểu con bọ ở trong con chó ấy. Đây này, cũng như là cái con mạt, mạt trắng này, có cái con mạt trắng này. Thì anh em có thể mua cái thuốc này. Cái thuốc này thì mình đặt ở trên mạng thôi, chứ còn ở ngoài tiệm thuốc thì không có đâu. Đặt ở trên mạng cũng được. Đó thì về anh em muốn là trị mạt thì dùng cái cách kia của mình kìa. Trước đây mình nuôi chả lửa là nó không hót đâu, nhưng mà dạo này thì chắc là anh em cũng biết rồi, chả lửa ở nhà của mình hót rất là ác. Cả mấy con chim chả than thế, nó có cái con mạt ý, nó có hút máu của cái con chim cảnh của mình làm ra, là chim của mình nó yếu vào làm sao mà có lửa để mà hót được. Đó thì nó đơn giản như thế thôi anh em nhé. Anh em nào mà gặp trường hợp đấy thì thẳng tay mua cái thuốc này về cho mình. Cái thuốc này nó chỉ lọ 25.000 thôi, không dùng cho cái con chim cảnh thì mình hôm nào lên rừng thì xịt vào mang lên rừng cùng. Nói chung là nó lỡ con muỗi. Không ngờ trong cái bể cà phê này nó lại nhiều con nhái vậy anh em ạ. Đây, hai con rồi. Với trong này chắc phải tầm 5-6 con anh nhé. Này, một con này, nhưng mà toàn là con bé thôi. Ui ôi. Khiếp thật. Mang ra cho cái con mình bịp ăn thì ui kia một con kìa. Đây kìa. Đây. Đây này. Úi, quả con gì, con chó ạch nhá. Nhiều cực. 3 con, 4 con. Thấy chưa? 5 con. Đã. 6 con. Úi dồi, kìa một con đấy kìa. Bảy con. Tám con nữa kìa. Đây này, con nhái. Này, con này ra cho con mình ăn luôn đi. Nhiều phết. Dành để cho con mình bịp mỗi ngày cho nó ăn một con, hai con. Bồi bổ. Đấy, ngon ngay. Kiểu này. Ok thì tới đây thì đoạn video mình cũng khá là dài rồi. Chắc là video mình cũng phép dừng lại đây nhé. Nếu anh em thấy video này hay thì cho em xin một like, một lấy kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người tiếp theo. Bye bye.